Video hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn 20 mã code x2 kinh nghiệm và ghi xét chỉ số mới nhất tháng 5 nha. Những cái mã code này chủ yếu là dành cho những bạn newbie giống mình vậy nè, kiểu mới tạo ạc á, thì chúng ta sẽ lấy những mã code này để mà chúng ta nhập vô để mà x2 kinh nghiệm cày level cho nó nhanh ha. Còn bạn nào mà đã từng nhập những mã code này rồi á thì nhập lại sẽ không được nha, tại vì những mã code này chủ yếu á, là nó chỉ được áp dụng một lần thôi, còn mấy bạn nhập lần thứ hai nữa sẽ không có thể nào mà nhập được nha mấy bạn. Có một cái lưu ý cái tiếp nữa chính là mấy cái mã code này nó sẽ có hạn sử dụng nha các bạn. Cho nên nếu như mà các bạn xem video này hồi lúc đầu tháng 5 này thì các bạn nhập sẽ được, nhưng mà nhiều khi đầu tháng 6 đầu tháng 7 rồi đó thì nó sẽ có những cái mã code khác và những mã code cũ này nó sẽ hết hạn á. Cho nên đó là mấy bạn hãy xem video mới nhất về những mã code này của mình nha. Bằng cách nào? Bằng cách là like video nè, đăng ký kênh và chuông thông báo để khi mà đăng video mới thì YouTube sẽ thông báo cho các bạn nha. Còn giờ mấy bạn bấm vào chỗ học quà này để chúng ta nhập mã code nè. Đó, bấm vô đây nhập nha. Rồi thì mã code đầu tiên chúng ta sẽ là x2 kinh nghiệm 20 phút nha mấy bạn. Đó, Joy Link nha. Đó, mấy bạn nhập y chang vậy cho mình luôn. Là ok nha. Rồi nhập xong rồi bấm chữ nhập nè thì các bạn thấy thành công rồi đúng không? Các bạn thấy là số 219 nó đang chạy, thấy không? Đó là mình được 20 phút x2 kinh nghiệm nó đếm ngược đó các bạn. Rồi, mã code thứ hai chính là sub 20 Opli Newber. Đó, kiểu hàng này là hàng nốt nè các bạn. Đó. Thì mã code này sẽ giúp cho chúng ta có 20 phút x2 kinh nghiệm nữa nha, thành công nè các bạn. Đó, bạn thấy không? Được 39 phút rồi nè. Mã thứ ba sẽ là Dretake. Đấy, nhập y chang vậy cho mình nha. Chú ý là anh em đọc chữ chứ đừng có nghe tôi phát âm nha, nghe tôi phát âm mà ghi lại là tới công chuyện đó. Túp và tiệp thì mã code thứ tư chính là Bluesy nha bạn, Bluesy. À, mã code thứ tư cũng x2 kinh nghiệm 20 phút luôn. Thì mình sẽ nhập liên tiếp là 16 cái mã code x2 kinh nghiệm 20 phút nha các bạn. Rồi cái tiếp thì mình sẽ nhập là một cái x2 kinh nghiệm 30 phút và ba cái x2 kinh ba cái cuối là ba cái ghi xét chỉ số bạn. Đấy. Thì mình sẽ nhập tổng cộng là 20 mã code cho các bạn nha. Rồi mã code thứ 6 nữa bạn ơi, bấm y chang vậy cho mình nha, xong rồi bấm vô chữ nhập là ok. Đó, thành công rồi đó. Mã code thứ 7 là Magic Boot nha bạn. Đấy. Thì nói chung á thì bạn nào mà có xem cái video mà của tháng trước á, tháng trước với tháng này á là nó không có đổi nha bạn. Đó. Ở trên kênh mình làm nha, ở trên kênh mình làm từ tháng trước với tháng này á thì nó y chang nhau và nó không có đổi khác gì hết trơn á. Nếu như mà các bạn đã từng nhập cái mã code ở cái tháng 4 rồi đó thì qua tháng 5 này mấy bạn sẽ nhập lại không được đâu, tại vì nó giống code nhau hết nha. Đó, mình làm cái này chủ yếu là để cập nhật mỗi tháng á. Nói chung là mỗi tháng mình sẽ ra một cái video về mã code này và để cập nhật các bạn, nếu như mà nó không có gì đổi mới thì mình vẫn ra luôn. Và trong video mình sẽ nói cho bạn biết là mã code của tháng 5 với tháng 4 này nè nó giống nhau đó. Đó, cũng như cái video này là mình nói rồi nè đó không. Nếu như các bạn đã từng nhập hết tất cả những mã code của tháng 4 rồi á thì tháng 5 này nó sẽ không có cái mã code nào hết hạn hết và cũng như là không có mã code nào mới xuất hiện hết trơn nha. Đó. Cho nên là các bạn lưu ý là những cái mã code này mình đang chỉ các bạn nè là tất cả những mã code của tháng 4 nha các bạn. Đó, nó vẫn còn xài được bình thường luôn. Thì nếu như các bạn đã từng nhập những mã code này rồi á thì mấy bạn sẽ không cần phải quay xem video này nữa đâu, tại vì các bạn nhập nữa sẽ không có được đâu nha. Còn mà bạn nào mà chưa từng xem video tháng 4 được của mình các kiểu luôn á thì mấy bạn hãy nhập những cái mã code này thì sẽ ok các bạn, kiểu như mấy bạn mới tạo ạc luôn á thì bạn sẽ nhập được y chang như mình luôn, nhập được hết tất cả 20 cái mã code trong đây luôn nha. Đây là tới cái mã code thứ 14 nữa bạn, sub 2 Ray Rock nè. Đó, ổng vô nhập là ok. Rồi 14 mã đúng không? Mã kế tiếp là mã số 15 nè, sub 2 Not Master 123. Đấy. Có nghĩa là nhập vô này ông Not này sẽ thành sư phụ rồi. Rồi mã code thứ 16 nha, Strau H Mania. Rồi. Đây cũng là cái mã code cuối cùng của những cái mã code x2 kinh nghiệm 20 phút nha các bạn. Rồi ok chưa? Là mình đã chia sẻ các bạn là 16 cái mã code x2 kinh nghiệm 20 phút rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái mã code x2 kinh nghiệm 30 phút nha. Đó. Bạn lưu ý là 30 phút lận nha chứ không phải là 20 phút nữa nha. Rồi mình cũng bấm vô cái hộp quà luôn nha các bạn ơi. Các bạn chú ý là mình đang có là 5 tiếng 15 phút rồi nè. Thì giờ mình sẽ bấm vô cái hộp quà và mình sẽ nhập các bạn cái mã code 30 phút nha các bạn. 30 phút x2 kinh nghiệm. Đấy. Mã code số 17 này là 30 phút x2 kinh nghiệm nha. Mà mấy bạn chú ý là những cái gạch ở dưới là cùng á thì mấy bạn cũng gạch y chang nó vậy mới được nha. Còn nếu bạn không gạch là không được đâu. Và hiện tại thì mình đang có là 5 tiếng 14 phút rồi nha. Nếu như mình nhập mã này ok thành công là mình sẽ có 5 tiếng 44 phút. Đó. Có nghĩa là mình cộng được thêm 30 phút x2 kinh nghiệm đó các bạn. Rồi thì nói chung là những cái mã code này mình nhập một lượt một á. Còn nếu như mà các bạn cài gấp á thì các bạn nhập lần 2-3 mã thôi để mà chúng ta cài. Nhiều khi mình đang cài cho mình bận gì đó thì mình đi chỗ khác á thì mình sẽ không bị mất cái hai kinh nghiệm nha. Nói chung là nhập lần code hai code thôi. Cái tiếp sẽ là code reset chỉ số nha bạn. Đó, hàng là chỉ số nè. Mình sẽ có 3 cái mã code hàng là chỉ số nha. Thì nói chung nó cũng như cái tháng 4 vậy đó các bạn. Mã code cũ luôn. Nói tháng này là nó không có gì thay đổi hết. Chủ yếu mình là mình đeo để mình cập nhật cho bạn biết thôi. Rồi cái đầu tiên là sub 2 RAM Reward gạch reset 1. Đấy. Đây là mã code reset chỉ số đầu tiên nha các bạn ơi. Bấm vô nhập nè. Đó, các bạn sẽ thấy là thành công và nó để chữ là nhận được một hàng lại chỉ số nè bạn. Đó, được một cái rồi đó. Rồi cái tiếp, cái thứ hai nha. Cái thứ hai là sub 2 un Claire Kijagu. Đó, đọc tiếng Anh như gió vậy anh em ơi, mà tiếng có tiếng hồng nha. Rồi ok, thì giờ sẽ nhập nè. Đó, thành công đúng không? Nhận được một hàng lãi chỉ số là tổng cộng 2 đó. Đó, còn một cái cuối cùng các bạn, cái cuối cùng thì là kit reset nha. Nhớ là gạch cái dấu gạch ở chính giữa ngay trang nó y chang nó gì luôn nha các bạn, chứ không là không được nha. Ok, nhập nè. Đó, vậy là thành công đó, mình đã chia sẻ cho bạn thêm được 3 cái mã code reset chỉ số rồi đó. Thì nói chung là mình đã chia sẻ cho bạn 20 mã code x2 kinh nghiệm cộng với reset chỉ số rồi nha. Thì nếu như các bạn thấy video mình hay, nhớ cho mình một like, lượt đăng ký kênh và một thông báo nha. Và mình cũng chúc cho các bạn là sớm đạt max level nha các bạn ơi. Còn giờ thì sao nè, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của các bạn á, và xem đến hết clip mình nha. Giờ thì xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo nha. Bye bye.